Thưa quý vị, lực lượng vũ trang luôn có một vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Trung ương Đảng khóa 13 có tổng cộng 29 người từ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, chiếm gần 15% trên tổng số ủy viên. Đặc biệt, hai bộ này luôn có ghế trong Bộ Chính trị, là tập hợp những nhân vật quyền lực nhất của Đảng. Nhưng quyền lực chính trị của bộ nào vượt trội hơn? Hãy cùng tìm hiểu với BBC News tiếng Việt nhé! Nhưng trước hết, mời các bạn bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi những nội dung đặc sắc nhất của chúng tôi. Quyền lực chính trị. Xét Trung ương Đảng các khóa 11, 12 và 13, số lượng ủy viên đại diện cho Bộ Quốc phòng luôn đứng đầu, theo sau là Bộ Công an. Đơn cử khóa 13, Trung ương Đảng có 23 ủy viên từ Bộ Quốc phòng, còn Bộ Công an có 6 người. Theo một nhà quan sát, việc Bộ Quốc phòng luôn đứng đầu số ủy viên trong Trung ương Đảng cho thấy Bộ Quốc phòng có quyền lực chính trị lớn hơn Bộ Công an. Dù Bộ Chính trị khóa 13 có tới 5 người xuất thân từ Công an và chỉ có 3 người từ quân đội, nhưng thời điểm được bầu vào Bộ Chính trị, chỉ có duy nhất ông Tô Lâm là công tác trong Bộ Công an. Còn các ông Phạm Minh Chính, Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc, Nguyễn Văn Nên tuy có nền tảng từ ngành này nhưng tại thời điểm vào Bộ Chính trị, họ đang làm nhiệm vụ khác, không còn phục vụ trong Bộ Công an nữa. Trong khi đó, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Cường đều đang thuộc Bộ Quốc phòng ở thời điểm được bầu vào Bộ Chính trị. Hiện ông Lương Cường đã được phân công làm thường trực ban bí thư. Không chỉ ở khóa 13, Bộ Chính trị các khóa 2, 3 và 8 cũng có tới 2 tướng quân đội, trong khi Bộ Công an chỉ có 1. Về điều này, nhà quan sát chính trị Việt Nam giấu tên nói trên lý giải với BBC News tiếng Việt. Trong cấu trúc quyền lực hành pháp Việt Nam, từ năm 1945 đến nay, Bộ Quốc phòng là bộ quan trọng nhất, rồi đến Bộ Công an, sau đó mới đến Bộ Ngoại giao. Vì thế, trong cơ cấu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng luôn có số lượng ủy viên cao hơn so với Bộ Công an. Bộ Quốc phòng đã có vài khóa có 2 ủy viên Bộ Chính trị, còn Bộ Công an chưa bao giờ có 2 ủy viên Bộ Chính trị. Tất cả chỉ để khẳng định Bộ Quốc phòng, tức Quân đội Nhân dân Việt Nam, là tổ chức quan trọng nhất trong cấu trúc quyền lực hành pháp của Việt Nam. Và như vậy, xét cả Trung ương Đảng lẫn Bộ Chính trị, thì Bộ Quốc phòng có nhiều đại diện hơn so với Bộ Công an. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hiện làm Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Lương Cường và Tổng tham mưu trưởng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương. Phía Công an có Đảng ủy Công an Trung ương, trước đây do Bộ trưởng Tô Lâm làm bí thư. Hiện các hoạt động do Phó Bí thư Trần Quốc Tỏ điều hành, chủ trì. Ban Thường vụ gồm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng một số lãnh đạo Bộ Công an. Nhà quan sát chính trị nói trên đánh giá rằng Quân ủy quan trọng hơn vì Tổng Bí thư là Bí thư Quân ủy. Còn Đảng ủy Công an Trung ương chỉ có Bộ trưởng là Bí thư thôi, nên Đảng ủy Công an Trung ương ít quyền lực hơn Quân ủy. Quân đội còn có hệ thống điều tra, tình báo, có tòa án và viện kiểm sát riêng. Nhiệm vụ của hai bộ. Trong hệ thống chính trị Việt Nam, lực lượng vũ trang, tức bao gồm cả Bộ Công an lẫn Bộ Quốc phòng, đều là lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ, là vũ khí sắc bén bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, Bộ Công an là cơ quan hành chính nhà nước thuộc chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể, Bộ Công an có 5 nhiệm vụ chính. Thứ nhất là bảo vệ an ninh quốc gia, ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh chống các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và lợi ích quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, duy trì trật tự an ninh xã hội, đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản và các hoạt động kinh tế xã hội, phòng chống tội phạm, điều tra, khám phá các vụ án hình sự, truy tố, xét xử tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh mạng, đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên mạng, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội khác do chính phủ giao. Bộ Quốc phòng là cơ quan hành chính nhà nước thuộc chính phủ, tham mưu cho nhà nước Việt Nam về đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ tổ quốc, quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trong phạm vi cả nước. Cụ thể, Bộ Quốc phòng có 6 nhiệm vụ chính, tham mưu cho nhà nước về đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ tổ quốc, quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trong phạm vi cả nước, chỉ đạo xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam về mọi mặt, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng an ninh trong tình trạng bình thường và thời chiến, tham gia giải quyết các vấn đề quốc phòng an ninh liên quan đến lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia, thực hiện các nhiệm vụ khác do chính phủ giao. Bộ Quốc phòng Việt Nam do Bộ trưởng Quốc phòng đứng đầu, là thành viên chính phủ do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Về phạm vi hoạt động, Bộ Công an hoạt động trong phạm vi cả nước, Bộ Quốc phòng hoạt động trong phạm vi cả nước và có thể tham gia giải quyết các vấn đề quốc phòng, an ninh liên quan đến lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia ở nước ngoài. Trên thực tế,
Cả Bộ Công an lẫn Bộ Quốc phòng đều có các hoạt động ở nước ngoài, dù chính thức hay không. Bộ Công an từng được biết đến là đã tiến hành các chiến dịch bí mật, bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức, hoặc một số nhà hoạt động lưu vong. Bộ Quốc phòng hiện đang có lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế. Bộ Công an đang ngày càng quyền lực. Thưa quý vị, về nhân lực thì Bộ Công an chưa bao giờ công bố con số chính xác lực lượng chính quy. Tuy nhiên, vào năm 2017, giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, đăng trên blog của mình con số ước lượng công an ở Việt Nam. Từ công an có thể ngành đến những lực lượng bán quân sự trực thuộc sự chỉ huy và điều động của Bộ Công an là khoảng 6,7 triệu người vào năm 2013. Trong số này, có 1,2 triệu công an chính quy. Nhân lực Bộ Công an sẽ ngày càng phình to vào ngày 1 tháng 7 năm 2024 tới đây, khi luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính thức có hiệu lực. Luật này được Quốc hội khóa 15 thông qua vào tháng 11 năm 2023, sáp nhập các lực lượng tham gia bảo vệ dân phố, công an xã, bán chuyên trách và đội trưởng, đội phó dân phòng vào thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, được coi là cánh tay nối dài của Bộ Công an. Ước tính, Bộ Công an sẽ có thêm khoảng 300.000 nhân viên từ lực lượng này. Dự thảo luật này từng được Quốc hội khóa 14 xem xét, nhưng sau đó không được thông qua vì vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, có cả từ phía quân đội. Cụ thể, tháng 11 năm 2020, khi xem xét dự thảo luật lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở nói trên, đại biểu Sùng Thìn Cò, thiếu tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cựu phó tư lệnh quân khu 2 và là ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa 14 đã nêu ý kiến. Xin lỗi Bộ trưởng, chứ lực lượng công an quá đông. Một tỉnh ít nhất có 3.000, tỉnh to thì 4.000 công an chính quy. Đông như thế mà còn thêm nhiều lực lượng nữa. Chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ khả năng để chúng ta nắm tình hình, xử lý tình hình? Vào thời điểm đó, luật gia, nhà báo Trịnh Hiểu Long nhận định với BBC rằng không phải ngẫu nhiên mà ông Sùng Thìn Cò lại phát biểu như vậy. Ông Long nhắc đến việc ông Cò là một tướng lĩnh bên quân đội và cho rằng phát ngôn của ông Cò có thể đại diện cho một nhóm trong quân đội đang cảm thấy bị ngành công an lấn sân quyền lực. Cân bằng giữa hai lực lượng vũ trang. Sau khi bà Trương Thị Mai thôi chức, ông Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được phân công làm Thường trực Ban Bí thư. Theo quy định số 80 năm 2022 của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư còn được Bộ Chính trị ủy quyền để xem xét, bổ nhiệm lại đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, mà công tác tại các ban đảng, cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị, xã hội trực thuộc Trung ương. Điều này cho thấy vị trí Thường trực Ban Bí thư có tiếng nói rất quan trọng trong việc quy hoạch nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý. Vị trí Thường trực Ban Bí thư mà Đại tướng Lương Cường nắm giữ là một vị trí quyền lực, chỉ xếp sau tứ trụ. Chưa kể, xét các đời Tổng Bí thư từ sau đổi mới tới nay, có thể thấy một thông lệ rằng các vị này đều từng nắm chức vụ trong tứ trụ hoặc từng làm Thường trực Ban Bí thư. Như vậy, vị trí Thường trực Ban Bí thư có thể là một bước đệm để tiến đến vị trí cao nhất trong đảng. Trong khi đó, chưa từng có Tổng Bí thư nào xuất thân từ công an, nhưng từ quân đội thì có Thượng tướng Lê Khả Phiêu. Thế nên, khả năng ông Lương Cường có thể thăng tiến xa hơn là rất cao. Giáo sư Abuja cũng từng nói với BBC News tiếng Việt rằng quân đội có hình tượng đẹp trong lòng nhân dân vì trong các cuộc chiến giành độc lập, họ đã đóng một vai trò quan trọng. Giáo sư Abuja cũng nhận xét thêm, quân đội ngày càng tránh xa nhiệm vụ giải quyết các vụ bất ổn trong nước. Do đó, họ càng bảo vệ được hình tượng của mình. Trong khi đó, Bộ Công an thường mang hình ảnh không mấy tốt đẹp trong mắt công chúng. Điều này có thể đúng với cả các đại biểu Quốc hội, nơi có hơn 97% là đảng viên. Bằng chứng là sự tín nhiệm của các đại biểu dành cho Bộ trưởng Quốc phòng cao hơn Bộ trưởng Công an. Vào tháng 10 năm 2023, khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội khóa 15 bầu phê chuẩn, thì Đại tướng Tô Lâm nhận 329 phiếu tín nhiệm cao, khoảng 68% tổng phiếu thu về, và có tới 43 phiếu tín nhiệm thấp, khoảng 8,94%. Người đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao là Đại tướng Phan Văn Giang, với 448 phiếu, chiếm 93,14%, và ông Giang chỉ có 4 phiếu tín nhiệm thấp, khoảng 0,83%. Như vậy, so về phiếu tín nhiệm cao thì Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang có hơn 119 phiếu so với ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an lúc bấy giờ. Theo chia sẻ của nhiều nhà quan sát với BBC, trong chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Công an của ông Lâm đã trở nên quá quyền lực. Do đó, ông Trọng muốn sử dụng quân đội để kiểm soát quyền lực này. Việc bổ nhiệm Đại tướng Lương Cường vào vị trí Thường trực Ban Bí thư là một bước đi như thế. Như quý vị có thể thấy, cả Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đều có quyền lực chính trị to lớn trong hệ thống chính trị Việt Nam. Đây là những cánh tay đắc lực, là vũ khí sắc bén của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và với những diễn biến nhân sự cấp cao vừa qua,
thì lực lượng vũ trang càng trở nên có vị thế hơn trong bộ máy lãnh đạo trung ương. BBC News tiếng Việt sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin chi tiết, khách quan và đa chiều. Mời quý vị và các bạn đón xem. Và cũng đừng quên nhấn nút chuông và đăng ký kênh để theo dõi những nội dung đặc sắc nhất của BBC News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại!